sẽ làm món cá lục sốt cà với lại canh mùng mùng tơi nấu với tôm nha các bạn. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ chiên cá lên trước để mình làm món cá lục sốt cà trước nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi mình làm nha. Chan canh vào trong cái cơm luôn nha các bạn. Canh của chị em mình nấu á, mình không có muốn bỏ dầu vào phi lên, nó dầu mỡ mình không có thích. Mình chỉ có nấu theo cái kiểu dân dạ là đổ nước và nước không như thế này nè các bạn. Còn có nhiều bạn thì mình phi hành lên thì nó nhìn nó đẹp mắt, nó ngon hơn. Nhưng mà mình thì ăn nước trong như thế này. Giáng sinh tới đâu rồi, chắc có nhà đã làm xong rồi nha các bạn nhỉ. Bây giờ là đang mùng năm rồi, hôm nay mình có một cái chuyện mà về gia đình của mình đó các bạn, làm cho mình và em gái của mình bực tức ở trong lòng. Mình chia sẻ cho các bạn nghe nhé. Là ngày hôm nay thì là chú mình có xuống nhà mình chơi, thì có ngồi nói chuyện với chị em mình, thì chị em mình có kể rõ cái hoàn cảnh mà sau khi bố mình đã mất thì cái ngôi nhà mình hiện tại mình đang sống
xảy ra rất là nhiều nhiều chuyện, nhiều việc về tranh giành về nhà cửa đất đai các bạn ạ. Ngày hôm nay thì chú mình xuống ngồi ăn cơm với gia đình, thì chị em mình có xuống thấy chú, thì chị em mình có xuống chào hỏi chú, sau đó thì ngồi nói chuyện. Cái người anh trai cả của mình mà mình hay chia sẻ, mình hay nói về cái gia đình nhà mình, cái cuộc sống của mình đó, ngồi nói chuyện thì anh ai cũng nói qua nói lại, thì anh nói cái câu như thế này, thì theo các bạn nghĩ coi là anh nói như vậy, cư xử như vậy có đúng là một người anh trai trong nhà hay không? Anh nói là nếu mà bố của mình á mà không để lại di chúc, anh lập gia đình, anh đi ra ngoài phòng trọ anh sống, nhưng mà anh nói là bố có để lại di chúc, anh có một phần, thì mình đồng ý là anh có một phần, em gái mình một phần, mình một phần, và mẹ mình có một phần hưởng trong cái tài sản của mình. Bố có để lại di chúc cho ảnh thì mình mới nói đúng, thì bố đã để lại đồng đều, thì bây giờ mình đã làm sổ sách là sử dụng chung như vậy rồi, thì cái phần của ông chỉ có được một phần trong cái phần của bố mình, còn ba phần nữa mà mình, em gái mình và mẹ mình, thì theo các bạn nghĩ ông một phần, thì mình mới nói là thì cái căn nhà hiện tại đang ở quy ra tiền là bao nhiêu, ai muốn ở trong căn nhà này thì chung cho cái người đấy, để cái người đấy đi ra khỏi nhà, để mà có cái số vốn đấy mua nhà mua đất sinh sống sự nghiệp, còn ai không có tiền thì phải kiếm cái người khác chung. Mà anh nói chứ anh chửi tục các bạn ạ, nói chuyện mà anh chửi tục, mình không nói anh chửi tục mà anh nói là không lấy tiền mà không ra khỏi nhà, cho dù có một mét đất cũng vẫn sống, thì mình mới nói là đúng rồi, thì ông là anh của mình á, chỉ có được một mét mấy đất từ trên nhà chạy xuống, thì bây giờ nếu mà muốn vậy thì mình sẵn sàng mình kêu thợ vào xây một cái bức tường ngăn ra cho ảnh một phần đấy, còn mình, em gái mình và mẹ mình sẽ sống cái phần đấy còn lại nửa bên, nếu mà ảnh đồng ý. Mà ảnh nói cái câu như vậy thì hỏi các bạn, ảnh nói như vậy có đúng hay không, có xử sự một cách là đúng luật hay là ảnh nói cái chuyện ngang như vậy, trong khi mình không có đòi hỏi và cũng không muốn giải quyết một cách cho êm đẹp. Mà anh là một người con trai đàn ông, mà anh lúc nào anh cũng trong nhà anh hăm dọa hù dọa một bà già hơn 70 tuổi là mẹ mình và mình và em gái của mình, thì hỏi có xứng đáng một người đàn ông hay không. Không bao giờ đàn ông mà đi đánh phụ nữ, mà ngay cả em gái của mình nữa, trong khi anh nói là anh không tranh giành không gì, thì đã ngồi thỏa thuận nói với nhau là ai ở thì chung, còn không ở người ta chung cho để mà chịu đi ra cũng không chịu, nói chuyện mà nói chuyện ngược đời, cái đời mà nói không đúng cái đời nói luôn á, mình rất là bực mình. Bây giờ thì mẹ mình mới nói là bây giờ sẽ lên cái đất của nhà mình là lên cái thổ cư để mà tách sổ ra cho anh, để mà mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Nếu mà sau này thì hỏi các bạn, cái người đấy vẫn ngang mướn như vậy thì hỏi mình sẽ xử lý như thế nào, trong khi mình chỉ có một phần thôi, mà trong khi người khác lại bao nhiêu, người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm nạ lên hòn nên hòn núi cao, thì hỏi các bạn, ổng có một phần mà trong khi mẹ mình và em gái mình ba phần, mà ổng còn muốn chặn chặn hết cái ngôi nhà này hay sao mà nói năng nói như vậy. Đó, cái chuyện mà hôm nay nhà mình đó, là mình chia sẻ lên là cái chuyện nhà mình là sau khi bố mình mất là hồi năm 2016 là đã xảy ra biết bao nhiêu việc. Mình là đã nghỉ làm gần một năm nay rồi, chứ không phải là mình không đi làm. Mình có đi làm ở công ty, trước kia mình đi làm ở công ty mấy gần 5 năm rưỡi trời làm ở công ty. Sau đó mình mới sống cái cuộc sống như vậy, mình sống không có được, cho nên là mình mới nghỉ việc để mà về mà lo giấy tờ chạy chữa để mà làm cho xong cái người ta nói là an cư là lập nghiệp. Mình có nhà cửa xong, cái đầu óc mình thanh thản rồi, thì cái công việc mình sẽ làm mình sẽ tốt hơn hay là như. Chứ còn đây bản thân của mình ngày nào cũng sống trong một cái sự giống như là một trong tù các bạn, trong tù giam hỏng đó. Các bạn thử nghĩ coi, một người anh mình biết là nhà nào cũng có một cái nỗi khổ là sẽ
tranh giành về tài sản, đất đai, nhà cửa, nhà nào cũng vậy ấy. Nhưng mà thật, ngay cả cái bản thân của mình và em gái của mình chưa lập gia đình mà ổng không biết nghĩ, mình cũng chả nói gì hết á. Mình chỉ nói là ổng bố có để cho ổng một phần thì ổng cứ thế mà ổng làm một phần của ổng đi. Ổng không chịu, trong khi sống ở trong nhà một nút như vậy, mẹ mình ổng, gia đình của ổng sống trong một căn nhà ra vào nặng mặt nhẹ với nhau. Hỏi các bạn có chịu nổi hay không? Buồn, ngày hôm nay mình buồn, suy nghĩ, mình bức xúc, nên là mình mới chia nói lên, chia sẻ cái cuộc sống, cái hoàn cảnh của mình các bạn. Các bạn nào mà có cái lời khuyên hay là như thế nào chỉ dành cho mình á, hãy bình luận ở dưới để cho giúp cho mình, chị em mình, để có cái hướng mà mình sẽ làm cho đến nơi đến chốn đàng hoàng rồi các bạn ạ. Buồn lắm, nấu hôm nay mà quay cái clip á, quay cái clip ẩm thực mà nấu cái bữa ăn đạm bạc đơn sơ mà ngồi mà mình suy nghĩ, cái đầu óc của mình suy nghĩ mà nó buồn ơi là buồn các bạn. Mời các bạn ăn tiếp với mình nhé. Mà trong khi các bạn nghĩ rồi, ổng làm ăn chưa hề nuôi mình một ngày nào hết á. Mình đi làm mình tự bản thân mình nuôi mình, chưa nuôi mình được một bữa cơm bữa gạo. Nhưng mà ổng lúc nào ổng về nhập trong căn nhà hoàn toàn làm một điều hết các bạn. Còn việc này nữa các bạn, nhà mình sống ở đây, mình đẻ ở đây từ hồi nhỏ đến giờ, từ hồi bố mình còn sống, mình căn nhà của mình đằng trước ra đằng sau mình đi, nói chung là gà vịt mình đi ra đi vào rất là thoải mái. Nhưng mà từ khi mà xảy ra sự việc nhà mình còn không muốn xuống nhà để mà chạm mặt hay là bất cứ một cái gì mà ổng không có hiểu các bạn ạ. Cái con người không có biết lòng tự trọng, không hiểu hay sao á, trong khi mình lại né mặt, mình sống một cái cách mà tụt mặt. Có nhiều bạn xuống nhà nhà mình chơi, có bạn thân nè, bạn Nhật thì có xuống nhà mình chơi được một lần á, nhìn thấy hoàn cảnh của mình sống á, các bạn cũng đã đủ hiểu. Nhiều khi những cái món hàng mình order ở trên mạng á các bạn, người ta giao tới á, thì người ta có điện thoại cho mình, nhưng mà nhiều khi điện thoại mình để trong phòng mình không có để ý, thì họ người ta gọi mà mình không để ý, sau đó thì mình vào mình check lại cái điện thoại thì mình thấy có cuộc gọi nhỡ, mình gọi lại thì người ta nói là có tới địa chỉ của nhà mình hỏi, thì có một người nói là không biết ai tin tâm. Thì các bạn nghĩ coi có hay làm như vậy, có đúng hay ho gì trong khi mình sống ở trong căn nhà này. Cho nên là các bạn nào mà tôi muốn gặp mình hay là có chuyện gì thì có cái số điện thoại của mình á, các bạn gọi cho mình hoặc nhắn tin cho mình để mình biết, tại mình sống ở trong căn nhà này mình ít khi nào mình ở dưới nhà lắm các bạn ạ. Có nhiều người làm ở trong công ty cùng với mình á, bảo chứ sao mày nói nhà mày ở đây mà chả bao giờ thấy mày ra đường trước. Bảo đúng rồi, nhà tôi ở đấy đó, nhưng mà tôi không muốn chép mặt, tôi không muốn nhìn mặt, nên tôi muốn tránh mặt, tôi muốn sống như vậy. Có nhiều bạn nói thì nhà mình cứ sống, mình cứ thoải mái. Và thoải mái làm sao được hả các bạn? Đi ra mặt nặng với nhau, đi vào mặt nặng với nhau, khi thì ổng không uống, khi ổng đi ăn nhậu về ổng bắt đầu gây sự với mình. Các bạn thấy rồi, làm một người ăn như vậy, ăn cùng mẹ cùng cha luôn đấy các bạn ạ, mà đối xử với một người em trong nhà như vậy. Mình chia sẻ cái câu chuyện của mình như vậy để lên mạng thì sẽ có nhiều người comment, nhiều người nói là chuyện của nhà mình nói lên mạng để làm gì, mỗi nhà có mỗi chuyện, mình biết là như vậy. Nhưng mà mình là thân phận con gái với em mình, chỉ có hai chị em, trong khi hai chị em mình chưa có lập gia đình, mình không chia sẻ lên mạng như vậy, mình không nói như vậy thì các bạn không biết. Rồi các bạn không biết là mình sống cái cuộc sống cũng hạnh phúc tốt đẹp lắm. Mình muốn chia sẻ lên như vậy để cho cộng đồng mạng có nhìn, có xem được cái clip của mình để mà biết, cũng để bảo vệ cho mình. Nhiều khi cái người đấy, người ta sẽ ăn nhậu vào, người ta cũng sẽ cư xử rất là đấy. Thì có nhiều bạn sẽ biết được mình vì như thế nào để giúp đỡ được cho mình được phần nào. Đó là mình muốn chia sẻ lên như vậy. Chứ mình biết là chuyện của nhà thì mình phải tự lo, nhưng mà chuyện của nhà mình phải chia sẻ ra xã hội. Xã hội mới biết được con người nào tốt hay là con người nào không tốt. Mình cứ không im lặng, giữ lại trong cái bản thân của mình phải chịu đựng. Đúng là mình đã chịu đựng hơn 7 năm nay, mình không
trong lòng của mình, đi làm chỉ có biết đi làm, sáng đi làm, chiều đi về, lui thủi trong cái căn phòng của mình đang sống suốt hơn 7 năm mấy nay. Mình không muốn nói cho ai hết. Nhiều người cứ nghĩ cái người anh ấy đi ra ngoài miệng dẻo nói tốt, nhưng mà thật ra mình nói là sống ở trong chăn mới biết chăn có rận. Về nhà của mình đi, các bạn thử về nhà của mình chơi hoặc là một hai ngày, hoặc là người thân của bố mẹ mình thử về nhà mình sống một tuần thôi, thử biết được cái sinh hoạt của gia đình của mình, cái sinh hoạt của cái người đấy đối xử như thế nào. Ngày hôm nay thì có chú của mình ở xa về, cũng có ghé thăm bố mình để mà xem mà cái cốt của bố mình nằm trong nhà thờ, và cũng có ghé thăm mẹ mình thì cũng có nhìn thấy hoàn cảnh của gia đình của mình như vậy. Nhiều khi mình buồn lắm các bạn ạ, mình múc cơm, chén cơm ra đây mà mình ăn còn nguội luôn, mà mình kể câu chuyện mà mình buồn mình ăn cũng không hết. Bạn biết không, mình nuôi cái con cốc này. Cái cốc này là một người bạn của mình hồi học cấp tiểu học, mình có nhờ và xin cho mình được bé cốc này. Hồi đó bằng bàn tay của mình nhỏ như thế này thôi, là vào hồi tháng 7 năm 2021 đó là mình có nuôi bé cốc này này. Mà các bạn biết không, nhiều khi trong cái cuộc mà nó ổng đi ăn nhậu về, ổng chỉ cần nói tiếng đục đi ở dưới nhà thôi, mà con này nó đã run bầm, nó ngồi trong lòng mình như thế này, nó run bầm, ngay cả con vật như vậy mà nó còn thấy sợ, nó nhìn thấy người thôi. Mình không hiểu làm như thế nào mà con em của mình nó sống ở bên nước ngoài, chưa hề nó biết con này luôn các bạn ạ, chưa hề. Mình mới nuôi đây mà, em mình mới về tháng 3 năm 2023 này thôi, mà nó thấy em gái của mình nó chỉ có sủa có đúng một ngày hôm đấy thôi, mà không khi nào nó cắn hay gì. Mà bây giờ vuốt ve nó, bế nó vẫn cho, nó vẫn mừng, vẫn quấn. Nhưng mà cái người anh của mình sống với mình từ hồi nó mình mang nó về, không khi nào mà nó nhìn thấy mà nó mừng hay là như thế nào. Nó nhìn thấy nó cụt đuôi, nó sợ mà nó trốn, nó muốn nép vào trong lòng của mình như thế này, nó run bập. Nói các bạn là một con vật thôi mà nó còn thấy sợ một cái con người như vậy, thì huống chi là chị em của mình là thân phận của con gái như vậy. Mình cứ điển hình, mình nếu mà mình giả sử mình có chồng đi, chồng mình cũng có thể nè hả, ông có nói tiếng thế hay ông tát mình hay như thế nào, chồng mình sẽ ông có ngon, ông đánh một người đàn ông á, đây ông đánh một người phụ nữ như mình. Cái clip ngày hôm nay á, tại mình nói chuyện, mình mới nói chuyện với cái người đấy ngày hôm nay này, với cả mẹ mình ngồi, em gái mình là bốn người ngồi nói chuyện, mình bức xúc, mình buồn lắm, mình suy nghĩ mà đến nỗi mình hôm nay mình làm cái clip mình nấu, cái tâm trạng của mình nó cũng buồn, cho nên mình nói để mình chia sẻ lên cho các bạn. Mỗi nhà có một cái cảnh tan gia tan nhà nát cửa, cũng là vì đồng tiền, cũng vì tài sản mà mất hết tình mẹ con anh chị em trong nhà, cũng vì cái từ mà tiền bạc đó các bạn, buồn như đến mức như vậy. Nên là thôi mình dừng cái buổi ăn ở đây thôi các bạn, sẽ không cái clip mà mình ăn cơm như thế này mình còn một ít thôi, mình dừng lại nha các bạn. Thì mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình, đã theo dõi clip của chị em của mình trong suốt hơn gần 3 tuần qua. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì có nhiều cái clip thì mình có tâm sự về cái bản thân của mình và em gái mình lên trên mạng, thì có nhiều cái nỗi bức xúc và nỗi buồn. Thì các bạn nào có xem á, thông cảm cho mình được thì thông cảm giùm cho mình. Mình muốn chia sẻ lên mạng á, là để các bạn ở Vũng Tàu này, bạn bè của mình có xem, có giúp. Nhiều khi là mình có sự cố như thế nào hay là như thế nào vậy đó, thì các bạn có thể giúp mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Trong cái dịp tháng 12 này sẽ đón một cái mùa lễ lớn, Giáng sinh an lành, vui vẻ. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.